tại chính là dùng thuê mối tiết cứ delete chắc delete user để khné dùng cho link trong copy trên vì edit trong link nơi năng lại pha user để khné dùng cho á để đặt trong delete mối khi nhập đầu phá là delete user đặt php hay cho link miền key đừng qua you cái key user id đừng qua you bây giờ cứ user hay nhập đầu đặt ha delete nhập đầu tới chia primary khi dùng bậc cao time lại nên tìm mất đã on click return confirm same sec are you sure do you want to delete the record thì nhóm khả năng bắt cát mi sec mùi á ở dân confirm chứ nó phê để có click từ lời về trong nắng dân xua bị chạy và tham tha thì đặt đang chờ khi cần cần bị chạm thang nó quan quan trong lúc rồi có dừng anh click yes rồi no bây giờ con trong lúc mình click yes khi thang margin right mũi á khi margin right mũi khi margin right mũi cái clear cái nhát bị chênh alert margin chính là nên anh em bật cát bị tông năng mũi ok chính giờ bật cát phần năng ấy ok ta chính là bật cát file mũi tiết delete user ok nhưng bật cát đi tăng group clear delete user delete user dân tờ ca đôi khi nhưng mà file update nhưng xong copy lại delete current image á thì dân sẽ PHP thông mà đã cái tí mối dân include cái DB connection.php rồi thay dân tự chạp khi để dân bị chút màu được thế này cái key user ID chứng nào này chạp dân check if bớt sân nào bà set miền này đó là get get key bây giờ khi là user này dùng copy mà nó cái user id cái xong rồi thang và bộ mới user id mà nên đó là get user id phải xong check if persona miền này đó là user ID hoặc xong rồi thôi ca select chứng ngọc mình đang thay một phê để chụp hút nhân ta lộn để ta tìm từ quỳnh đường phòng ở cả đánh phù đờ hai ở cái mũi như cái phải như sổ tay cả lâm thì mình đến cho họ học sinh ở
đây xa ta delete với đôi khi cả lại áp đèn nó copy code nó vô màu tại mà đòn thì đôi cả lại nhé nhưng copy vô mà đặt nâng nhưng phải chiều cái code này nó cứ dân khôi ca Nhưng check thì tới Is it này đó là old file và sân là miền hai nâng mình đã tế nhưng lục lục rụp hiếp nâng trên phía phụ đại mê kìa chẳng phải được lục hai nhưng sẽ HL mùi tiền cứ HL delete thì nhóm copy lại như vô mà đã ở cả sẽ cứ bắt khóc này thấy dân đồ phá rin delete from user where id smart nâng nhà xua rồi cháy dân bàn parameter ấy thì vô đọc lại id vô mà thì it should thì if mình it should này actual lần ở trong ai biểu trình mình sẽ đáy em ơi nhà anh slap error while HL statement thì chọc lại nhóm chọn đăng này ai nhé slap đời xa mùa hạt ấy đã nhé thì anh ấy có slap ấy nâng bà hai anh kho tàng màu hai nít dương rô mùa hạt cột thì L mình chân tế nhưng ai echo success đưa gọi dương can file mày chúng ta can file thay cái para header location file để dùng trong redirect nó phải để dùng lốp sạch sẽ nó phải để sạch sẽ nhưng mà can file user mình chứ ở trong phút code và dùng cái lại id nó sầm khán để dùng chạp trên phí user này chọn người bên tổng đó thì bởi vì này cứ user id chúng mình thả delete cứ dân thử lốp rút hiếp trên phía pha chạc vào dưỡng rút hai bàn dưỡng thuộc cả lốp trên phía thẻ bồn tạm lẹ khăn chúng ta lốp bởi dưỡng ạc mình lẹ khăn thế cứ viên hình lốp column tình ốc để mình được nông thẻ bồn user thì tỏa chương bài tử vĩnh khi nhóm chạch delete vì xua xâm thà nhưng chọn lốp rư gọt bởi chuyện tích thay cả lại lý lệch nâng cà nà dừng lốp phó đăng ký bán rư mặt bán vì ạc phai tờ lờ mùi tiệt cà lâm rì lệch xích bởi dương nè
Rubien role ID nâng table role cư column ID. Và dân pra on delete restrict dưới con ách lúc đồng lấy đại chi parent table này cư table role bán tệ. Hai lúc tức việc prap tỏa hiện lúc khi lúc bát đó nhỉ. Chẳng nhóm lúc bát đó nè. Tỏa hiện mà mơ nâng folder image nè lục lục file bát đài ta chứng nhờ dân lục lục môi tiết mới tích lục bát à file info này ô nào nè ọt ọt lục nè bởi xa thì dân bán check nó ca lục này và xa nào vì miền ô file hai nâng mình rật tế cứ dân thuộc cả lục trên bì folder chứ folder này nè cầm nó để trăm trời cứ folder image. Ok, tỏ chẳng dừng đi lập rồi nháy. Nếu hãy ăn vọt vừa